Các bạn ơi, sáng nay gia đình mình đi từ Garden Grove ở California đó, thì mình sẽ đi qua Las Vegas nha, một cái nơi sòng bạc nổi tiếng của nước Mỹ ha. Thì bây giờ mình đang dừng chân ở một cái điểm xả gió, rest area. Thì mình quay cái địa điểm này các bạn xem, sau lưng mình thấy không, nguyên một cái khu núi đồi hoang mạc ha. Chỉ có núi, đá cát và xương rồng thôi. Rồi mình trên đường đi tới Las Vegas thì mình thấy nơi nào hay đẹp thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha, và đặc biệt là tại Las Vegas. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại màn hình cho các bạn xem. Đây, dùng khoan mà chỉ có xương rồng là sống nổi, còn những cái kia là những cái cỏ vàng. Trên đường đi thì mọi người ghé dừng chân ở nơi này sẽ gặp em. Đỉnh của ba cây cột đó là một cái chỗ hút năng lượng mặt trời.